Xin chào quý vị và các bạn, đến với cơm món ăn ngon dễ làm, mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món chuối xanh kho tiêu, một món ăn ngon rất là dễ làm. Món à, chuối xanh nè à, thì nó có vị bùi bùi, béo béo, ăn rất là ngon lắm luôn. Còn à, tiêu thì có vị cay cay nữa. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món chuối xanh kho tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn quà wow, hôm nay mình sử dụng hai trái chuối nha quý vị chuối này là chuối sáp chuối thì mình có thể sử dụng chuối sáp như nhà mình hay là chuối sim hoặc là chuối dông các loại chuối mà mình để ăn sống quý vị cũng được nữa nghe quý vị hành lá thì cái phần gần gốc mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra luôn để nữa mình vi và cái phần gần lá thì mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra luôn nghe quý vị để khi nào mà món chuối xanh kho tiêu của mình chín mình sẽ cho vào. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần hành lá mình sắt nhỏ nhỏ đó quý vị. Mình cho ra dĩa hết luôn. Và hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn nghe quý vị. Để nữa mình phi nếu mà mình ăn hành lá hành tím không được thì có thể mình uh, sử dụng hành bơ rô nghe quý vị. Rồi mình để chung với cái phần uh, hành lá gần gốc luôn nghe quý vị để nữa mình phi. Và chuối uh, thì mình sẽ uh, cắt bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối và mình bỏ đi cái lớp vỏ uh, mỏng của trái uh, chuối nghe quý vị, vỏ mỏng bên ngoài quý vị. Tương tự thì trái uh, chuối uh, còn lại mình cũng gọt cái phần vỏ như vậy luôn nha quý vị. À, và sau một hồi mình đã gọt ra một trái xong rồi nè quý vị. Và mình cũng sắt xéo xéo ra luôn nha quý vị. Mình sắt vừa vừa thôi, không có mỏng quá và cũng không có dày quá nha quý vị. Tại chuối sáp thì nó cũng rất là dai cho nên mình sắt cũng vừa vừa thôi, không cần phải quá dày nha quý vị và mình sẽ cho vào trong cái tô nước lọc luôn rồi mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê muối bọt vào rồi sau đó mình đảo đều lên nha quý vị để chuối của mình nó sẽ được trắng trong hơn không có bị hâm và bây giờ thì mình sẽ cho ra cái rổ inox luôn và mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho các miếng chuối đó quý vị nãy mình đã để vào trong cái rổ inox nó cũng đã rất là gáo rồi mình sẽ chiên giống như áp chảo vậy nghe quý vị cho nó vừa vàng hai mặt rồi hồi mình sẽ kho và bây giờ thì mình sẽ đảo cái phần chuối của mình một lần là được rồi nghe quý vị để vàng một mặt đi rồi mình hả đảo cái mặt bên kia mình tiếp tục chiên nghe quý vị và sau một hồi đó quý vị thì các miếng chuối của mình nó cũng đã vàng hai mặt rồi nè quý vị rồi mình sẽ gấp ra hết luôn nếu mà nhà mình đông thì có thể mình kho chuối nhiều hơn nha quý vị hôm nay nhà mình chỉ kho có hai trái cũng nhỏ à đó, sau một hồi mình đã gấp ra hết rồi nè quý vị và mình bắt cái chảo khác lên, mình cũng cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho hành tím và cái phần hành lá gần gốc đó quý vị. Mình cho hết vào luôn để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Và sau một hồi phi thì hành tím và hành lá gần gốc cũng đã vàng óng ánh rồi nè quý vị và bây giờ thì mình sẽ cho các nguyên liệu vào thì mình cho nước mắm chay vào trước nha quý vị mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước mắm chay vào à, mình cũng đảo đều lên luôn để cho nó cái phần tỏi và hành nó không có dính vào trong chảo nha quý vị và bây giờ thì mình sẽ cho một ít bột niêm vào thì cũng khoảng nửa muỗng cà phê bột niêm đó quý vị, rồi mình cũng đảo đều lên luôn. và bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào, thì mình cho cũng khoảng hơn 4 muỗng canh nước lọc vào nghe quý vị, rồi mình cũng đảo đều lên. và nước màu thì mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước màu vào luôn. rồi mình kho đến khi nào nó nó sôi sần sệt thì mình sẽ cho chuối vào và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 phần 3 muỗng canh đường cát vào luôn và tiêu xay thì mình cho trước cũng khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu xay đấy, quý vị Đó, và bây giờ chảo nước kho của mình nó cũng đã rất là sôi sần sệt rồi thì mình sẽ cho chuối vào và khi mình cho chuối vào rồi thì mình để lửa riêu riêu hơn nha quý vị nhỏ nhỏ thôi để cho chuối kho của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngắm các gia vị từ từ và trong lúc kho thì mình cũng đảo tới đảo lui cái phần chuối của mình nha quý vị để cho nó chín đều hơn và nó ngắm các gia vị đều hơn và bây giờ thì mình sẽ cho một ít tương ớt vào luôn để cho nó có cái vị cay cay thơm thơm của tương ớt cũng rất là ngon lắm các em quý vị rồi mình cũng đảo đều lên luôn và sau một hồi kho thì chuối kho của mình cũng đã chín thế nè quý vị rồi mình sẽ cho hai cái phần ớt trái vào luôn và hành lá mình cho vào luôn và wow, nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó là tiêu xay thì mình sẽ cho vào luôn mình cho cũng khoảng hơn nửa muỗng cà phê tiêu xay ấy, quý vị à, quý vị thấy rất là hấp dẫn lắm luôn chuối kho tiêu của mình cũng đã chín thế nào quý vị à, rất là thơm lắm luôn và mình tắt lửa luôn nghe quý vị và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn chuẩn bị mình dùng trong Bữa cơm chay ở gia đình mình hôm nay mình làm một món rất là đơn giản lắm luôn chuối xanh kho tiêu Đó, mình múc gà đầy một dĩa cũng nhỏ nghe quý vị dĩa này khoảng hai người ăn là vừa luôn chuối nó bùi bùi béo béo ăn ngon lắm luôn nghe quý vị và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị nguyên dĩa chuối xanh kho tiêu cũng đã chín rồi một món ăn ngon rất là dễ làm làm cũng rất là nhanh ăn chay thì rất là được ưa chuộng luôn và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hữu quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau